Hello các bạn, thì dạo gần đây ở Mỹ xảy ra rất là nhiều vụ tấn công nhắm về người châu Á, mà thống kê cho biết từ tháng 3 năm ngoái tới tháng 2 năm nay đã có gần 3.800 vụ như vậy. Và rất nhiều vụ lại nhắm vào những người già, những cụ ông, cụ bà lớn tuổi mà không có khả năng chống cự. Đó thì họ bị tấn công rất và bị thương rất nặng. Thì tới ngày 16 tháng 3 tuần trước thì lại xảy ra một vụ xả súng ở Atlanta mà đã có 8 người bị bắn chết, mà trong đó đã hết 6 người châu Á mà là phụ nữ nữa mọi người. Thì cộng đồng người châu Á ở thành phố St. Louis mình đang ở thì đã tổ chức một đêm đốt nến tưởng niệm những người nạn nhân trong vụ xả súng ở Atlanta, cho nên mình đã tham gia. Và đây là một số hình ảnh và video clip mình đã quay lại lúc mình tham gia. Communities most vulnerable must stop. This vigil is the St. Louis Asian American community coming together to stand together and to join by our community members and allies in mourning and to reaffirm our joint commitment in protecting and advocating for those impacted by the hate and discrimination. Today, we know once again that thoughts and prayers are not enough. We need strength and determination and action, like joining together here tonight. We need diligence to stand up to those who would harm us or our brothers or sisters. We are family. I am here with you today because I am you and you are me. We walk together, none of us is alone. And when we are able, we will walk closer together, hand in hand and arm in arm, to make it clear that our need for each other can and must overcome the will of those who spew hate in this. Good evening, everyone. Thank you all for being out here tonight to support, just to show your support, and also thank you to all the distinguished guests as well. The men and women of the FBI, we offer our condolences to the families and friends of all the victims in Atlanta. Know that our FBI office in Atlanta is offering all resources and assistance needed by the local authorities that are leading the investigation there. Soon Park Hyung Grant, Suncha Kim, Young Yi, Sao Chiet Tan, Dao Yu Feng, Delana Ashley Young, Paul Andre Michaels. Please bow your head for a moment of silence. Và đó, tất cả những hình ảnh cũng như video mình quay lại được vào buổi tối đốt nến tưởng niệm các nạn nhân ở Atlanta. Và những người hội trưởng của các hội người Mỹ gốc Á cũng như những người lãnh đạo thành phố St. Louis và tiểu bang Missouri, ngoài việc có mặt để cùng nhau chia buồn với cộng đồng người châu Á, thì họ cũng kêu gọi người châu Á phải đoàn kết và cùng nhau chống lại những tệ nạn kỳ thị người châu Á như vậy. Vì hiện tại cái tình trạng này vẫn đang có chiều hướng tăng lên và vẫn chưa được sự can thiệp chính thức của nhà nước Mỹ. Cho nên hiện tại chúng ta phải cùng nhau đoàn kết để cùng nhau xây dựng tiếng nói để chính phủ Mỹ bước ra can thiệp. Và hiện tại ở khắp nước Mỹ luôn mọi người, là rất nhiều người châu Á cũng như những tổ chức người Mỹ gốc Á đã đứng ra làm những cuộc biểu tình cũng như kêu gọi đoàn kết giữa người châu Á với nhau để góp chung tiếng nói
kêu gọi nhà nước Mỹ chính thức đứng ra và can thiệp để ngăn giảm cái tệ nạn kỳ thị người châu Á như vậy. Và thậm chí khi mà cái người đại diện của FBI có mặt trong buổi tối hôm qua đó, thì họ vẫn nói là hiện tại những người bị tấn công, rất là nhiều người không có khai báo với cảnh sát. Và họ kêu gọi là những nạn nhân trong những vụ kỳ thị như vậy bị tấn công nặng hoặc nhẹ đều phải khai báo với cảnh sát hoặc là những tổ chức nào đó ở gần họ, để họ có thống kê, để họ biết. Vì nếu mình không khai báo là coi như chuyện đó chưa xảy ra, và họ không có những con số chính thức để có thể kiếm ra cái cách giải quyết như vậy. Đó, thì người châu Á ngoài việc đoàn kết thì cũng phải nên can đảm lên mà đứng ra khai báo cho mọi người, để chúng ta cùng nhau tìm cách ngăn chặn cái tệ nạn này. Mình cảm ơn các bạn đã coi video này. Stay safe. Bye.